Cô thân ái chào mừng tất cả các em đến với khóa học tiếng Việt lớp 3 của trang web olm.vn Các bạn thân mến, tiếp nối bài học Nắng Phương Nam Ngày hôm nay, cô trò chúng ta sẽ cùng nhau đến với hai phần còn lại đó là luyện từ và câu và vận dụng. Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần luyện từ và câu. Nội dung chính của phần này đó là mở rộng vốn từ quê hương và điền những từ ngữ thích hợp. Bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần đầu tiên. Tìm các từ ngữ thường dùng để chỉ đặc điểm của cảnh vật ở nông thôn và thành thị. Các bạn cùng quan sát vào bảng sau. Chúng ta có cảnh vật như là nhà cửa, đường xá, xe cộ, vườn tược không khí. Chúng ta sẽ tìm các từ chỉ đặc điểm của các cảnh vật này ở nông thôn và thành thị. Ví dụ, với nhà cửa thì ở nông thôn chúng ta có các từ thường dùng để chỉ đặc điểm cho nhà cửa ở nông thôn đó là thưa thớt hoặc là nhỏ. Với thành thị thì chúng ta có các từ ngữ dùng để chỉ nhà cửa như là sang sát hay là to dựa vào gợi ý và ví dụ vừa rồi các bạn hãy cùng cô thực hiện một bài tập sau đây các bạn nhé các bạn thân mến thông qua bài tập vừa rồi chúng ta đã tìm được một số từ ngữ chỉ đặc điểm của các cảnh vật ở nông thôn và thành thị đúng không nào ví dụ đường xá ở nông thôn thì chúng ta có các từ như là ngoành nghèo quan đảng. ở thành thị thì chúng ta có các từ như là đông đúc hiện đại hoặc là đường xá ở thành thị thì thẳng tắp xe cộ ở nông thôn thì chúng ta có thể thấy rằng các bạn có thể sử dụng từ như là thưa thớt trong khi đó xe cộ ở thành thị thì chúng ta có thể sử dụng từ tấp nập. Về vườn tược, ở nông thôn thì vì đất còn rộng cho nên vườn tược chúng ta có thể sử dụng những từ ngữ như là rộng rãi, thoáng đảng hoặc là quang đảng cũng được. Bên cạnh đó thì thành thị chúng ta có thể sử dụng các từ ngược lại như là nhỏ hẹp. Về không khí thì ở nông thôn chúng ta có thể thấy rằng không khí trong lành mát mẻ còn ở thành thị thì khô nóng và ngột ngạt hơn vì mức độ dân số rất đông đúng không nào bên cạnh những từ ngữ vừa rồi các bạn học sinh có thể tìm thêm những từ ngữ khác các bạn nhé bây giờ chúng ta sẽ đến với bài tập tiếp theo chọn từ ngữ trong khung phù hợp với mỗi bông hoa ở đây, trong bài tập này, chúng ta có hai đoạn văn. Đầu tiên, các bạn phải quan sát và đọc các đoạn văn. Sau đó, các bạn phải đọc và tìm hiểu nghĩa của các từ trong khung, đặc biệt là các từ mà chúng ta chưa gặp bao giờ. Và bước cuối cùng là các bạn sẽ chọn từ phù hợp nằm ở trong khung để điền vào những vị trí có các bông hoa. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với Đoạn đầu tiên Với đoạn này chúng ta có các từ trong khung đó là Trong lành, xanh mướt, san sát, mênh mông, thưa thớt Bây giờ các bạn học sinh hãy giúp cô điền các từ này vào những vị trí thích hợp các bạn nhé Lưu ý ở mỗi vị trí của các bông hoa thì chúng ta chỉ chọn một từ để điền mà thôi các bạn học sinh của cô đã làm rất tốt và sau đây là đoạn văn hoàn chỉnh của chúng ta hai bên đường những cánh đồng mênh mông những vườn cây xanh mướt những mái nhà ảnh hiện dưới những tán cây xanh nhà cửa thưa thớt không san sát như ở thành phố tôi mở cửa kính xe để được hít thở không khí trong lành của làng quê yên bình bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với đoạn thứ hai trong đoạn thứ hai chúng ta có các từ mà đề bài đã cho đó là sầm út nhộn nhịp tấp nập sáng trưng và san sát bây giờ hãy giúp cô điền các từ này vào những vị trí của các bông hoa các bạn nhé các em đã làm rất tốt với bài tập này chúng ta có đoạn văn hoàn chỉnh như sau. Từ bé tôi đã quen với cảnh nhộn nhịp của phố xá. Xe cộ đi lại tấp nập, nhà cửa sang sát, công viên rợp bóng cây xanh cùng những trung tâm thương mại sầm uất. Ban đêm đèn điện sáng trưng như ban ngày. Theo Đức An Rất đơn giản, đúng không nào? và cô tin chắc rằng các bạn học sinh của cô có thể làm tốt bây giờ chúng ta sẽ đến với bài tập tiếp theo các bạn sẽ tìm từ ngữ phù hợp với mỗi bông hoa để tạo thành câu có hình ảnh so sánh chúng ta cùng quan sát các câu còn đang khuyết trên màn hình ở đây cô mang đến cho các bạn một ví dụ thảo cầm viên giống như một khu rừng thu nhỏ với ví dụ này chúng ta có thể thấy trong câu sử dụng hình ảnh so sánh cụ thể là thảo cầm viên so sánh như một khu rừng thu nhỏ bây giờ các bạn hãy giúp cô hoàn thiện các câu sau các bạn nhé với bài tập vừa rồi chúng mình có các câu hoàn chỉnh như là mùa lúa chín cánh đồng trông như một tấm thảm vàng mênh mông dòng sông tựa như một dải lụa xanh biếc những tòa nhà cao tầng như những cánh tay khổng lồ hướng lên bầu trời xanh một bài tập rất thú vị đúng không nào ngoài những hình ảnh so sánh mà chúng ta điên được thì các bạn học sinh có thể suy nghĩ thêm để lựa chọn những hình ảnh so sánh vừa phù hợp vừa độc đáo các bạn nhé bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần vận dụng ở phần vận dụng các bạn sẽ viết lời cảm ơn khi nhận được một món quà từ bạn bè hoặc người thân các bạn có thể viết lời cảm ơn dựa trên những gợi ý sau đây ai tặng cho em quà đó tên món quà là gì món quà trông như thế nào và cảm xúc của em khi nhận quà ra sao trên đây là những gợi ý của cô các bạn học sinh có thể linh hoạt để lựa chọn những nội dung phù hợp khi chúng ta viết lời cảm ơn các bạn nhé sau đây là một ví dụ tớ cảm ơn phương rất nhiều tớ rất thích chiếc hộp bút mà bạn đã tặng Đối với tớ đây là món quà vô cùng ý nghĩa vào ngày sinh nhật Tớ sẽ giữ xin Nó thật cẩn thận Các bạn thân mến Hy vọng rằng gợi ý vừa rồi cũng như là ví dụ của cô sẽ giúp cho các bạn có thể hoàn thiện lời cảm ơn của mình Các bạn nhé Hãy thử viết vào vở bài tập của mình nào các bạn thân mến phần vận dụng vừa rồi cũng đã kết thúc video bài học ngày hôm nay của cô trò chúng ta xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong video tiếp theo